Con chào cả nhà, chào cả nhà quay lại với kênh Gió Đồng cả nhà ơi. Cả nhà ơi, thì hiện tại là cũng 5 giờ chiều rồi cả nhà. Thì con cũng đang tiến đến một cái nơi, cũng là khá là nổi tiếng ở cái vùng cái chỗ này. Thì cả nhà, ở đây con sẽ xin chia sẻ với cả nhà mình một số cái sự việc ở nơi đây để trước khi mà chúng ta vào bên trong và đến cái nơi mà được đồn thổi đó. Thì cả nhà, ở nơi đây thì trước đây khoảng chừng hơn một tháng gì đó, có rất là nhiều cô chú nói về ở nơi đây và cũng có nhiều cái sự tranh cãi. Người thì nói có, người thì nói không, và người nói thì có thể là từng cái duyên của từng người mà có gặp được hương linh này hay không. Thì trở lại cách đây khoảng chừng 3 năm về trước, hơn 3 năm về trước, thì ở cái khúc sông, nói chung là có cái cô gái đó, cũng độ tuổi khoảng chừng 17-18 tuổi gì đó, là cô này đi bơi xuồng, đi dưới ấp. Thì lỡ như thế nào đó mình không rõ, thì cô này bị lọt xuống sông. Mà cô này biết bơi nhưng lọt xuống sông, mà điều gì đó mà khiến cho cô mắc thì cô chết. Thì khi mà lọt xong thì cái cọng dây xuồng nó lại dính vô cái giò của cô. Cả nhà, rất lạ là cọng dây xuồng dính vô giò mà cái xuồng thì vẫn bình thường, vẫn trôi, nhưng cô gái thì lại chết trong khi mình biết lội. Khi người ta thấy không có gặp cô ta ở đâu rồi, thì người ta quảng quá, người ta xúm nhau, ta đi lặn, ta mò, ta lo mò không à. Còn cái xuồng á, người ta cứ lôi vô bờ rồi ta để đó, lo mò, hình như là mò mấy ngày trời, khoảng chừng 2 ngày. Và qua cái ngày mà thứ ba, bắt đầu cái thân xác của cô nổi lên. Thì lúc này á, thì cọng dây nó buộc vô cái xuồng, không phải buộc là giống như khi mà cô té, cọng dây bị quấn vô chân mà nó buộc dính vô cái xuồng luôn. Thì người ta không ngờ, biết bao nhiêu người đã súng nhau để người ta giúp gia đình mò tìm cô gái, nhưng mà hoàn toàn mò không khúc sông, nước không, ngay cái mùa đó nước không có chảy, mà mò thì tuyệt nhiên không thấy. Người thì đồn thổi là cô ta chừng bỏ nhà đi theo trai. Người thì nói gì có thể là cái xác của cô á, bị kẹt vào chỗ nào đó. Rất là nhiều người kể, nhiều nói nhiều cái, nhưng mà cuối cùng thì người ta, cái gia đình á, tới ngày hôm đó là cái thây cô nổi lên á, thì gia đình mới phát hiện là nó nằm ngay mũi xuồng không đâu xa, có con dây dính cái giò ngay mũi xuồng. Thì gia đình ấy cũng nói chung cũng không biết như nào, rồi cũng đem lên rồi bắt đầu chôn cắt cho cô đàng hoàng. Còn cái xuồng thì vẫn buộc ở đó. Nhưng mà sau mấy ngày sau, người ta đi tới lui gặp cô gái. Ban đêm thì gặp một cô gái chiều xuống, là bắt đầu là giống như sụp xuống. Thì thấy cô gái này, người nữ cũng mặc đồ giống giống áo bông, rồi bơi cái xuồng, bơi từ bên sông bơi qua, rồi cái để cái xuồng ở mé sông, rồi leo lên bờ, đi lên cái bụi tre rồi mất. Nhưng mà người ta xét lấy đèn, người ta gọi quá thì hoàn toàn không thấy.
mà cái sự việc đó cả nhà nó lặp đi lặp lại rất là nhiều lần và nhiều người thấy, còn nhiều người cũng đã cố tình để đến để tìm hiểu. Nhiều người ta nói không tin, người ta thức, người ta canh, nhưng mà hoàn toàn không thấy. Nhưng những người vô tình thì lại thấy. Có nghĩa là những người người ta đi ruộng, đi đồng hoặc là người ta đi công việc, đi ngang thì người ta thấy một cái dáng người nữ ban đêm á, lội thủi bơi cái xuồng đi, nghe tiếng cạch 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 thì bơi từ bên sông bơi qua. Sau đó nhiều lần người ta nói xong cái xuồng á, người nhà buộc phía bên kia, nhưng mà sáng lại chỉ xuồng buộc bên cái ngay chỗ bụi tre, mà người ta không hiểu được là tại sao mà nó kỳ lạ đến vậy, mà rất là nhiều lần như vậy, cứ đến nỗi mà gia đình mà lấy cái lò tối cả nhà khóa lại một cách tuyệt đối, không cho cái xuồng này thử cái tại làm sao. Người ta cũng gình, nhưng gình đến giống như họ xui khiến sao đến dưới lúc mòn mỏi gia đình ngủ, thì sáng ra thì cái xuồng vẫn buộc ở dưới cây ngay bụi tre phía bên sông, là phía nó mới nơi hồi con dắt cả nhà đến. Và nhiều lần như vậy, có một anh đó, anh đi bơm nước, thì anh đi bơm nước anh nói là sao mà ngày nào tôi đi ngang cái chỗ đó tôi cũng nghe được cái tiếng giống như ai khóc, mà cái nghe cái tiếng người nữ, nhưng mà không biết là phải con nhỏ đó không. Còn cái tên thì con xin phép con không có nói ra, tại nói ra con cũng không muốn khơi gợi lại cái sự việc của cái gia đình. Thì ông này ông nói nhiều lần cái bữa đó ông ấy, thì cái việc mà ông nghe cô gái đó mà bơi xuồng ở đó hoài, thì ông này ông cũng nói ông nghe ông cũng sợ lắm. Nhưng bữa đó ông tức, ông nói con gái bây giờ mình sợ hoài chứ sao, thì kệ bà thử coi, đi vào một lần ta xem coi thấy mặt cô ta như thế nào. Thì ông này ông vô, ông nói ông bước vô trong thì từ xa là ông nói ông thấy rồi. Là trời bữa đó khoảng chừng 6 giờ tối, 6 giờ hơn 6 giờ tối, trời vừa lặn. Thì ông nói từ xa ông nhìn cô gái ngồi trên chiếc xuồng, mà cái xuồng cả nhà là gia đình thấy vậy, có nghĩa là cũng không cần thiết cái xuồng nữa, người ta mới thôi lấy cái xuồng đó, người ta kéo lên trên bờ ta để, mà ta để ngay cái bụi tre luôn. Thì ông này ông bước vô, ông thấy mấy cô gái rõ ràng có một cái người nữ còn rất là trẻ, mặc áo bông, ngồi trên chiếc xuồng mà cầm cái lược trên tay mà chải đầu. Ông nói là lúc đầu ông cũng mang máng, ông cũng không có sợ, ông nghĩ nói là chợt chợt nhỏ nào ông chưa tin là đó là cô ta. Thì ông ta nói chợt chợt nhỏ nào giờ này giờ đây ngồi đây chải đầu. Ông đi lại càng gần, ông nói càng lại rằng bắt đầu ông thấy lạnh, ông nói lạnh toàn cơ thể ông giống như là nước đá vậy đó. Thì ông sợ rồi, lúc này ông nói là rồi vậy, chắc ngó rồi, ông mới lui ra. Thì ông vừa lui ra thì cô gái đó quay cái mặt lại nhìn, thì khi mà quay cái mặt lại nhìn thì ông nói cái gương mặt của cô này bị lở lét hết trơn, là do chương sình cả nhà lâu ngày bị gã. Thì ông ta mới cái anh này ông nói tôi chạy, là ông chạy ông cái máy bơm nước ông bỏ nó tới sáng luôn, ông nói hết dầu rồi ông mới qua, là sáng rồi. Thì còn nhiều người khác người ta không tin, ông kể người ta cũng lại đến ở cái nơi đó để tìm hiểu xem coi sự việc như nào, nhưng hoàn toàn không thấy. Thì cả nhà như cả nhà thấy, thì không phải ai cũng có thể thấy được hương linh, và quan trọng là mình có hợp với họ hay không. Thì câu chuyện này á, thì con cũng đến đây để mong rằng là mình có hợp hay không, để cho cả nhà cùng Lộc đến để khám phá, để xem coi có những hiện tượng tâm linh mà mỗi nơi mỗi khác, và ở nơi đây thì cô gái như thế nào. Bây giờ cả nhà đi cùng con đến đó cả nhà. Bây giờ cũng chờ một chàng bạn, con cũng mong cả nhà cùng con đến đây. Cả nhà đi cùng con nha. Đây cả nhà, đây con về con dắt cả nhà đi. Cả nhà, đây đi giờ này vô. Ở đây nó rậm rạp lắm. Con đi. Chỗ này ngày xưa con có đến đây một lần, khá là lâu rồi. Nhưng mà con không có nghe cái câu chuyện này, sau này á, cái câu chuyện này mới Lộc mới nghe. Và rằng để nhất nghe ta kể, ta gặp nhiều quá. Và con mới quyết định là đến để xem nữa. Cả nhà thấy nè, ở đây người ta sợ rồi người ta không có dám qua đây. Người ta làm gì chứ? Cả nhà thấy không? Cây cối mịt mù. Bên đó có những ngôi mộ, còn cái mộ cô gái con cũng không có tiền để chia sẻ cả nhà. Cả nhà, trong đây nè. Nói chung là cái khu mộ cô gái nằm phía bên trong này.
và có mấy cái mộ của người lớn tuổi nữa. Còn đây, ở dưới đó là cái sông. Ở đây thì bây giờ con dắt cả nhà đi cùng con nhé. Ở đây cái cây này thì có nhiều người ta nói cũng có thấy cô đứng. Ở đây giờ này chỉ có con dám đến như vậy thôi, chứ như mấy người gần gần đây người ta không dám. Cái nhà thấy nè, xung quanh đây nó bịt thù. Rồi đây con quay camera lại qua. Và cái bụi tre nó sẽ nằm phía bên bển cái bụi đơn dông này. Cả nhà. Và nơi đây cũng từng có bị một vụ trời đánh cháy cái cây, tét cái cây luôn. Đây cả nhà, cái nhà thấy vô đây cái trời, nhưng con cảm giác thì lạnh và nó rất là âm u. Cả nhà, nơi đây là cái nơi mà nè, cái xuồng vẫn còn bỏ đó. Cả nhà, người ta hè nhau, người ta đẩy cái xuồng lên trên này. Cái nhà thấy đây là cái xuồng này lúc trước mà cô ta thường bơi qua bơi lại, mà xuồng được bỏ đây cũng mấy năm rồi. Và cái bụi tre này thì cũng khá là già mà không ai dám đến đây, để chặt đấy chứ cả nhà. Cả nhà thấy không? Để con quay rộng cho cả nhà xem. Đây là chiếc xuồng. Để con đặt cái máy xuống đó. Đây cả nhà. Thì rất là nhiều anh đó, anh kể với con á, là ông nói Nam Mô Di Phật, anh nói là thấy rất là rõ cái vong của cô gái. Mà cô gái á cũng ngồi trên chiếc xuồng, mà ngồi cái dáng thì có nghĩa là thầm chân vậy nè, và chải tóc. Và ổng đâm thâm ruộng, là miếng ruộng phía sau nè cả nhà, phía đây. Lúc đó là quảng quá rồi là bỏ chạy. Là cái xuồng này là cũng là cái xuồng của cô gái đó. Mỗi lần mà người ta đem cái xuồng này xuống, đem về bển lại, thì như rồng là sẽ được cô gái bơi về, giống như bơi về đây hay như thế nào đó cả nhà. Mà người ta nói với con nữa, kể rất là nhiều lắm. Tại mọi người á, thì mọi người có một cái suy nghĩ khác nhau. Thì có cái chú kia, chú nói những cái việc đó là người ta bịa ra thôi, để cho, nói chung là bịa ra cho người khác sợ, đặng người khác không có dám đến đây. Thì cả nhà con cũng, nói chung hôm nay mà đến đây con mong là con đi giờ này và sẽ đi tối chút xíu nữa cả nhà, để mong rằng là mình nếu mà được thì mình sẽ quay cho cả nhà thấy. Giống như mình đi sớm quá nhiều khi người ta sẽ không có xuất hiện, và cần cái thời gian nó tối hơn chút nữa. Mô Di Phật. Đây cả nhà, đây con quay cho cả nhà xem cái bến này. Đây là bụi tre, cái xuồng bị bỏ lại, và bên đó là nhà người ta bển nha cả nhà. Đây con quay vòng vòng cho cả nhà xem. Đây là cái phía sau bụi tre, và ở dưới đó là cái bến sông. Con quay cho cả nhà thấy hết. Đây nè, cái xuồng sẽ đậu dưới này nè, mà người ta bơi về bên sông rồi, nhưng mà rồi á cái xuồng cũng trở lại bên đây, đến nỗi là gia đình thôi thấy vậy rồi
đem cái xuồng, đem cái xuồng, kêu người ta súng lại cái xuồng nặng lắm cả nhà, súng lại để đem cái xuồng lên đây, giống như là để cho cô gái tỏ nguyện khi mà họ còn sống sao á, thì chết cũng có cái để đi. Cả nhà nhìn ở xung cái khu này, bụi tre cả nhà thấy lớn, để con thắp hương cái cả nhà đợi một xíu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Này lâu quá không ai đến cái ba cái mo tre này nữa, nó rơi xuống. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con cầu Phật Tổ, Phật Thầy, chư quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi, thì hôm nay hữu duyên đưa đẩy cho con đặt chân đến mảnh đất này, thì con có nghe về cái sự linh thiêng của cô gái, và con được biết rằng là vong linh của cô cũng đủ chừng 17-18 tuổi thôi, mà vì trong cái xu rủi mà đã bỏ mạng ở cái đoạn sông này, và hàng đêm thì cô cũng xuất hiện ở đoạn sông này. Và chiếc xuồng này thì hàng đêm thì cô xuất hiện để giữ. Thì con cũng nghe người ta nói, con mong rằng con đến đây để có thể tìm hiểu về cô, cũng như là có thể thắp lên hương nhang để cúng bái cho những hương linh ở nơi mảnh đất này. Con xin phép đất đai thổ thần nhân trạch ở đây giúp con, nếu mà có làm điều gì sai trái, rất mong chư vị đất đai thổ thần bỏ qua cho con. Nam mô A Di Đà Phật. Cái đó. Cái nhà bụi tre này hình như là con thấy hình như không ai chặt luôn á, tre thì đã già hết. Cái xuồng này dần cũng mục rồi. Mà con không biết là người ta kể rằng là cô gái xuất hiện ở trên cái xuồng hàng đêm ngồi chải tóc, thì không biết có hay không. Đây con lấy hai cái đèn cậy với cái tiền con để lên lên đó coi xem coi. Cúng cho cô cái. Nam mô A Di Đà Phật. Thì cô ơi, tôi cũng nghe được cái người ta kể về cô và kể về cái sự linh thiêng của cô nơi đây. Và hôm nay tôi đến đây cũng đúng cái giờ linh của cô, mà tôi được người ta truyền miệng nói lại với tôi. Ở đây tôi không có gì hơn, lần đầu tôi đến thì tôi cũng có một ít giấy tiền và nhang đèn để cúng rỡ đến cho cô, mong rằng là cô quan hỷ nhận. Cả nhà,
Nam Mô Di Đà Phật. Nếu mà cô đây có duyên với tôi á, thì tôi cũng mong rằng là cô cho tôi thấy cái hình hài của cô như thế nào đi được không? Cả nhà con vừa thấy cái gì trong đây? Nam Mô A Di Đà Phật. Tại hiện tại tôi cũng chưa biết là cô có linh thiêng như thế nào, và tôi cũng chưa được nhìn thấy hương linh ra sao. Vì vậy mà tôi muốn là tôi có thể tận mắt nhìn thấy hương linh. Nam Mô A Di Đà Phật. Cả nhà sao mà kỳ ta, tôi không thấy gì hết. Hồi nãy thì con có thấy, mà con thấy ở bên. Có khi nào nên con đi đến cái mộ cô không? Mà con không muốn quay về cái mộ của người ta. Nam Mô A Di Đà Phật. Hồi nãy cả nhà, khi mà con nhìn vào bên trong, ở đây con nhìn vô trong đó, thì con thấy cái gì đó đen đen thò ra, nhưng mà nhìn không được rõ, rồi thụt vô lại. Mà con không biết con gì hay là thứ gì. Bên sông là có nhà người ta ở cả nhà. Cái xuồng này cũng người ta bỏ, là cha mẹ cô ta cũng đem lên đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Hay là cả nhà, theo cả nhà nghĩ là con có nên đi, con có nên đi đến cái mộ của cô ta không ta? Mộ cô ta đi ngược lại đằng này nè cả nhà. Ở nơi đó có hình như là hai cái mộ của hai ông bà lão, rồi một cái mộ của cô ta, là ba cái. Chứ có một cái mộ đất nữa, nhưng mà mộ đất thì con không biết đến bây giờ thì cái mộ đó còn hay không. Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà cô linh thiêng á, thì trời cũng tối rồi. Tôi nghe nói là giờ này là giờ cô linh thiêng nhất. Nếu được á, thì cô hãy xuất hiện. Đâu gai ta. Cả nhà cũng có thể như vậy nè. Con lạ, cô ta gặp con, cô ta không dám xuất hiện. Tại vì cả nhà biết không, đối với người lạ thì những vong linh đó họ sẽ né tránh. Bây giờ thử đi, con để đồ đây để con xem coi cô ta có xuất hiện như lời của anh kia nói không hay cả nhà. Nam Mô A Di Đà Phật. Con sẽ để cái mic ở đây, con sẽ rời đi trong thời gian này.
đi ra chỗ khác thử cả nhà. Coi cái giờ này coi có thấy được như người ta đang chảy. Có thấy được như người ta đang chảy.
cả nhà. Sao đang cày con để đây nó tự tắt nè. Nam mô A Di Đà Phật. Con thì con không thấy rồi đó cả nhà, không biết sao đây. Cả nhà, ngược về hướng mà ngôi mộ cô đẳng thì nghe rất là nhiều tiếng chim kêu. Để con một hồi con cùng ở nhà là đặng để xem ngôi mộ nằm chỗ nào cả nhà. Nói chung là con biết nhưng mà lâu rồi. Con kể cái đợt mà cái chú kia để đầu tiên là cũng khá lâu mà con không đến. Bây giờ mới tìm hiểu rồi gõ rồi mới dám đến cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con cầu năm non bảy núi, chư vị đất đai thổ thần ở đây. Thì hôm nay con đến đây thì cũng hữu duyên mà đến cúng kiến ít đồ thôi. Con cũng không có mong là mình làm điều gì mà gây hại đi cả. Thì con mong nếu mà ông bà cúng bái mặt cũng như là vong linh của cô gái ở nơi đây, mà nếu mà có chứng giám với lòng thành của tôi con á, thì con mong là bỏ qua những điều mà con vô tình mà tác động lên những đồ đạc ở nơi đây. Nam mô A Di Đà Phật. Cả nhà, đây con để này đây. Con chắc con cùng cả nhà bây giờ về đi. Khoan, nhà để quay cho cả nhà thấy xung quanh cái nữa đi. Này cả nhà, ở đây xung quanh ở đây quang cảnh giờ này bắt đầu trời sẫm rồi. Con sợ nhiều khi á, nãy giờ con nghĩ con sợ con đặt con không thấy được gì, tại cũng lâu cả nhà. Mà do giờ này giống như trời còn sáng rồi làm cho hương linh không có dám xuất hiện, cũng có thể là vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Con không biết cái bao này bao gì ta. Cả nhà để con lại con mở thử cái bao đó coi có bao gì bên trong. Ai đem mặt cưa đến đây làm gì ta? Này là một bao mặt cưa cả nhà. Đang cho cả nhà xem nè. Mặt cưa. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi bây giờ vậy đi. Cả nhà cùng con đi về cái chỗ ngôi mộ để xem như thế nào hả cả nhà. Này cả nhà. Con nhớ là ở sau phía bên đó bên đây nè. Mà con không dám chắc chắn nha cả nhà. Vậy cả nhà đi cùng con ha.